cù lao, một vùng đất nhỏ nổi lên giữa dòng nước, được phù sa bồi đắp dần theo năm tháng. Nơi đây có không khí trong lành và mát mẻ quanh năm. Sẽ thật là thiếu sót khi đến Nam Bộ mà không ghé đến các cù lao xanh mướt, nằm giữa những dòng sông chảy hiền hòa, để cảm nhận những giây phút bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ mộc mạc. Cồn Sơn là một cù lao xanh giữa dòng sông Hậu. Nhìn từ xa, Cồn Sơn có dáng vẻ hoang sơ khi được bao bọc bởi những rặng bằng, bốn mặt sông nước mênh mông, được thiên nhiên ưu đãi. Du khách đến đây có thể hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu đời sống giản dị của người dân Nam Bộ. Những con đường ngoằn ngoèo đi xuyên qua vườn cây, đan xen các con rạch con mương trải khắp trên cù lao Cồn Sơn. Từng ngõ ngách thoát ẩn thoát hiện ngay trong tầm mắt du khách. Nếu chọn xe đạp làm phương tiện phi vu tham quan Cồn Sơn, thưởng thức tiếng chim hót ríu rít líu lo xen qua từng nhành lá mái hiên. Nắng ngập tràn nhưng vô cùng mát mẻ do có vườn cây được trồng bao quanh khắp cả cù lao. Vào thời điểm những vườn trái cây chín rộ, du khách có thể ghé chơi và tự tay hái, thưởng thức ngay tại gốc là vào khoảng tháng 3 tới tháng 6 âm lịch. Khắp nơi đều là hương vị trái chín cây, thơm ngon ngọt ngào. Nhằm tạo sự tươi mới, đồng thời hướng phát triển, khai thác các yếu tố văn hóa bản địa của người dân xứ Cồn, du lịch cộng đồng Cồn Sơn đưa ra nhiều dịch vụ đa dạng hấp dẫn để phục vụ du khách. Hoạt động tham quan bè nuôi cá với hàng trăm hàng nghìn con cá đủ loại quậy nước, hay đi câu cá, mò cua, bắt ốc, cát mương. Và đặc biệt là xem màn trình diễn cá lóc bay đặc sắc. Du khách còn được thưởng thức những món ăn dân dã được chính tay người dân xứ Cù Lao chuẩn bị, mang đậm hương vị của miền Tây sông nước. Cái điểm đặc trưng của du lịch cộng đồng Cồn Sơn là mỗi người làm một loại, không ai giống ai nhưng mà liên kết chặt chẽ vào nhau. Cái thành công đến thời điểm này là thực đơn bay và cái tính cộng đồng mắc xích vào nhau như thế. Điều đó Cồn Sơn làm được là giữ gìn văn hóa, giữ gìn cái nếp sống và đặc biệt là giọng nói người miền Tây. Người ta sẽ nhớ tới giọng nói của chị Bảy Muôn, người ta nhớ cái cách chào khách tới của chị Năm Phước, hoặc là người ta sẽ nhớ tới cái câu chuyện nuôi cá bổ trợ lẫn nhau, giữ gìn cá, bảo tồn cá, nhân giống cá của ông Bảy Bon. Nói thì nó sẽ còn nhiều lắm, nhưng đó là cái đặc trưng, đó là văn hóa bản địa và văn hóa con người. Khi chúng ta gửi hình ảnh con người đến với du khách thì người ta sẽ không bao giờ quên. Trải nghiệm ở Cồn Sơn là dịp để tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ, được sống trong không khí gần gũi, bình dị nhưng vẫn mới mẻ, đồng thời nhắc nhớ về truyền thống văn hóa của người dân Nam Bộ xưa, gìn giữ chúng để không bị mai một. Cồn Sơn, một cồn đất nhỏ, một cù lao xanh nằm trên dòng sông Hậu, nơi lưu giữ nét hoang sơ vốn có của miệt vườn sông nước miền Tây. Khi mà ngay bên kia là phố thị phát triển nhộn nhịp Cần Thơ. Ghé Cồn Sơn một lần, du khách sẽ nhớ mãi không quên bởi khung cảnh đậm chất miền Tây Nam Bộ, bởi sự nhiệt tình, dễ mến, thật thà, hiếu khách và sự thân thiện chất phác của người dân nơi đây, khiến ai qua cũng mến, mà ai về cũng nhớ thương.